Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Anh Sơn thân mến, ở đây ghi năm 1993 anh đã viết cái này phải không? Đúng rồi. À không, trong 1993 là gì nữa? Là xuất bản. Cái tập này xuất bản. À. Thì cái bài này mình viết. Mình là cái người thích như vậy này. Mình dự định trong tương lai mình viết về một nhật ký về đời mình. Là một nhật ký không năm tháng. Bao giờ mình thích năm tháng cái đời này cả. Bởi vì mình nói năm tháng ra thì mình cuộc đời là sẽ kính trọng mình mà không yêu mình nữa. Bởi vì thấy lớn tuổi rồi, trên tay sợ già luôn, sợ cái đó. Bao giờ mình nói năm tháng về tất cả những bài hát của mình. Yeah. Vì vậy, bây giờ mình chỉ nói như vậy này. Là mình là cái người viết về thân phận con người, mình còn nghĩ như vậy. Nghĩa là mình tin rằng là mình là người viết về thân phận con người nhiều. Bởi vì sao? Từ 10 tuổi là mình đã bị ám ảnh bởi cái chết này. Và từ đó mình suy nghĩ về cái sự sống chết trong cuộc đời, mình suy nghĩ liên tục. Ngoài tình yêu ra mình chỉ nghĩ đến cái sống chết thôi. Bởi vì, và nghĩ đến cái mất cái con trong cuộc đời này. Mất con của thân xác con người cũng như mất con một cuộc tình giống nhau. Đúng không? Nhưng cuộc tình thì dài lắm. Tình, cuộc tình nó có thể là tình yêu, nó có thể hằng. Tình yêu sẽ tiếp tục mãi mãi ở trên mặt đất này. Nhưng mà con người thì đời sống nó rất hữu hạn. Bởi mỗi người chỉ sống một đời thôi. Nhưng mà anh chết rồi, tình yêu vẫn còn tiếp nối trên cuộc đời này. Yeah. Còn mỗi người cứ tiếp tục sống hết cái phần đời của mình. Phần đời đó có thể là gì nữa? 60 năm, có thể 70 năm, có thể 100 năm. Cái đó cũng biết được. Nhưng mà vì thấy sự hữu hạn cuộc đời cho nên mình buồn, mà buồn từ nhỏ chứ không phải là lớn lên mà buồn. Từ nhỏ đã buồn về chuyện này cái kiểu nó. Và từ đó cái sự sống chết ở đời đây này trở thành nỗi ám ảnh mà lớn nhất, ám ảnh lớn nhất của cuộc đời mình. Thành vì vậy là có thể nói trong tất cả cái những điều mình viết ra trên những các của mình khoảng 600-700 bài đó thì phần lớn là tình yêu. Nhưng mà trong tình yêu vẫn có một phần của thân phận nằm trong tình yêu. Và có những cái bài tuyệt đối là toàn bộ là thân phận thôi. Yeah. Khi viết về mùa thu thì có một cái bài hát anh viết là Chiếc lá thu phai. Đã thu thì lá nó rụng, nó sơ sát hết rồi, nó vàng đến nỗi nó rơi. Thì nó còn phai nữa thì thấy nó... Chiếc lá thu phai, chiếc lá... À, tại vì như vậy này, nếu mà cắt nghĩa cho rõ ra thì mệt lắm. Anh Lê có thể nói như vậy, chiếc lá thu nó đã vàng rồi mà nó phai dần cái màu vàng nữa. Là tại vì sao vậy? Trong cái bài hát mà Chiếc lá thu phai của mình, bài viết về thân phận, tức như là chính chọn trong này bài, thì đây là bài nói về thân phận duy nhất của trong bài này. Yeah. Mà cái bài này lâu nay chỉ có một mình hát thôi. À, yeah. Và bây giờ là chính hát là người thứ hai, chưa ai hát bài này ngoài mình cả. Yeah. Bởi vì hát bài này có thể có nhiều người không hiểu. Yeah. Đó. Nhưng mà Chiếc lá thu phai là sao vậy? Trong này có tôi đã buồn lắm, còn câu rất buồn là giật mình ôi chiếc lá thu phai. Là đúng ra là cái điều đó mình muốn nói điều gì? Nói con người đang trẻ như thế này, nhưng mà thật sự là như nó đi qua nhiều năm tháng rồi thì già nó rồi mình quên ấy. Mình cứ yêu cuộc đời quá, mình tưởng mình còn trẻ. Khi giật mình rồi ấy, thì đúng ra chiếc lá đã phải vàng lâu rồi, mà bây giờ giật mình rồi, bây giờ bắt đầu vàng, bây giờ vàng phai đi. Đó, thì như vậy nó có nghĩa là cái tuổi tác anh đã qua rồi, mà anh yêu cuộc đời của anh tưởng còn trẻ. Nhưng lúc đó một đồng vàng phai này, thì giật mình ôi chiếc lá thu phai này. Xuân quá vội.
giật mình ôi chiếc lá thu phai. Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại tự làm khô héo. Tôi đây chiều hôm thức dậy ngồi ôm tóc dài chập chờn lau trắng trong tay. Hãy subscribe.